hàng ngàn người lên đền thánh xin ơn đầu năm. Ngay từ những ngày đầu năm 2013, hàng ngàn người dân, không kể giáo dân, lương dân, trên khắp mọi miền đất nước đã tề tựu về linh địa Trại Gáo, đền thánh Anh Tôn ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để hiệp dân thánh lễ tạ ơn và cầu xin phúc lành cho năm mới. Con đường vào trung tâm thánh đường bị kẹt xe nghiêm trọng bởi người và xe quá đông. Dòng xe bị gián đoạn trong nhiều giờ khi dòng người đổ về, một cảnh hiếm thấy trên tỉnh lộ 534. Những người về đây, bất kể họ là người có đạo hay không, đều mang theo tâm tình mến yêu, sùng kính, thánh cả An Tôn. Họ về đây, chèn chừng trong ngôi thánh đường nhỏ để xin ơn thánh hóa công ăn việc làm, xin ơn cho năm mới gặp nhiều may mắn, gia đình, xã hội thuận hòa. Có người đến xin ơn riêng cho vợ chồng hiếm muộn có con cái. Và một thánh lễ tạ ơn đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thành kính với sự tham dự của hàng ngàn người. Thánh An Tôn được nhiều người xem như là dấu chỉ của tình thương Thiên Chúa không ngừng đồng hành với bao đau thương, khốn quẫn của con người giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống. Về với thánh địa Trại Gáo trong những ngày đầu năm cũng là dịp để quý khách hành hương ý thức thân phận bất toàn của mình trước quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Họ kéo đến dưới chân tượng Đức Mẹ và chân tượng Thánh An Tôn để xin ơn. Chị Nguyễn Thị Hằng, một lương dân cho biết, gia đình của chị đến với linh địa Trại Gáo để xin ơn riêng cho con cháu, ông bà, cha mẹ được sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và một năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn. Gia đình chị Hằng là những người không theo đạo, nhưng chị cho biết họ có cảm nhận mỗi khi đến với đền thánh thiêng liêng này với mong ước mọi sự yên bình.